Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đồng thời chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh lương tháng 7 ngay trong tháng 8. Việc này nhằm đảm bảo chế độ chính sách cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo Nghị định 42, từ ngày 1 tháng 7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng tăng lên 12,5 đến 20,8% so với mức hiện hưởng tùy từng nhóm. Tuy nhiên, nghị định tới ngày 14 tháng 8 mới có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn đang lấy ý kiến tới ngày 7 tháng 8 mới hết hạn. Vì thế, 3,4 triệu người về hưu hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa nhận được tiền lương tăng thêm. Theo Nghị định 42, các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã phường thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quyết định của Hội đồng Chính phủ năm 1979. Cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định năm 1975 của Hội đồng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ. Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã thôi việc xuất ngũ. Quân nhân, công an, người làm cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, cũng thuộc diện được tăng lương hưu trợ cấp. Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước năm 1995 cũng thuộc diện được tăng đợt này.